Theo dự luật, những người đang ở trong tù sẽ không còn được thông báo về việc trục xuất và thời gian giữ người chờ trục xuất sẽ được kéo dài từ 10 đến 28 ngày. Việc trục xuất những người bị kết án ít nhất 1 năm tù sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, cơ quan hữu quan Đức có thể khám xét nhà để tìm các thiết bị, dữ liệu và tài liệu, đặc biệt để làm rõ danh tính của một người, cũng như vào các chỗ ở thuê chung. Dự thảo luật di cư vốn đã được thảo luận rộng rãi với chính quyền địa phương và các bang của Đức sẽ sớm được nội các nước này thông qua. Tháng 9 vừa qua, Đức đã triển khai những biện pháp kiểm soát biên giới với các nước trong EU, cho rằng việc kiểm tra này là cần thiết để trấn áp những kẻ buôn người trong bối cảnh lực lượng người đến Đức ngày càng tăng một cách bất thường. Theo một cuộc khảo sát, số người Đức lo ngại chính phủ của họ có thể bị quá tải khi giải quyết vấn đề nhập cư đã tăng mạnh trong năm nay. Nỗi lo về người nhập cư chỉ xếp sau mối lo ngại về thuế và chi phí sinh hoạt. Lần đầu tiên, những lo ngại về tình hình nhập cư đã được chia sẻ trên khắp đất nước, chứ không tập trung ở các khu vực nghèo hơn ở Đông Đức cũ. Đức đã tiếp nhận khoảng 1 triệu người Ukraine kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.